trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Mời mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Phải nói là khá là buồn các bác ạ. Khi mà đến hôm nay, đáng lẽ ra là sáng nay mấy anh em thợ vào làm là được rồi, nhưng mà do là mưa, mấy anh em thợ lại tiếp tục không có đi vào để tiếp tục thực hiện là hoàn thiện cái ngôi nhà của ba ông cháu. Cái đường như mọi cái thì mưa từ hôm qua đến giờ vừa mới tạnh một chút, cho nên là cháu Lực với lại bạn Hiệu là tức tốc là lên trên nhà của ba ông cháu luôn, xem là cái mưa to thế thì ngôi nhà có bị ảnh hưởng một chút nào không ấy cô bác. Cái đường thì phải nói là rất là trơn cô bác ạ. Lái xe đi xe thì chỉ có một người đi được thôi, không có đi được hai người cả. Thầy cũng rất là may khi là hôm qua mấy thanh niên mà cháu Đức thuê để chở vật liệu ấy thì cũng đã chở được vào hết rồi. Bây giờ thì còn hai xe cát nữa với lại thêm xi nữa thôi cô bác. Thì cái vật liệu đấy nếu mà vào trong nhà của ba ông cháu hết thì hầu như là không có cần thiếu, không còn thiếu cái vật liệu nào nữa rồi. Trời mà nắng nắng lên một chút thì anh chở vật liệu xe cũng thế, đi vào là lấy luôn phần xi măng với lại thêm tôn này, thêm gạch khoa nữa về luôn các bác. Thấy như nhà ba ông cháu thì đợt này cháu Lực sẽ chọn là màu chủ đạo chính là màu đỏ các bác ạ. Bây giờ
thì là gần sắp vẽ lá rồi, của bác trơn quá. À, bây giờ thì 4-5 giờ chiều rồi. À, tạnh mưa thì cháu được mấy cái thẻ là lên đến nhà của ba ông cháu một chút xem là hôm nay thì canh thợ là trong lúc làm mưa của bác mưa thường qua đến giờ thì có điện cho cháu được nói rằng là mưa như này thì các anh sẽ không có lên được ấy. À, lên thì các anh không có làm được, thì ra là không có lên cơ. Sương mù rất là nhiều quá này. À, nhưng hôm qua thì còn trời nắng, mấy thanh niên kia chở vật liệu, chở vèo cái là hết xong một đống gạch rồi. Đợt gạch đợt này là tới lúc giờ lấy lên nhiều hơn của bác ạ, đợt này ấy lên nhiều hơn hôm trước. Bây giờ thì sương mù dày quá thì cũng chỉ nhìn thấy tầm độ ngôi nhà cũ của ba ông cháu là quay đổ lại là không có nhìn thấy nữa các bác. Cái gạch thì mấy thanh niên dùng xe máy để chở ra đến đây, nói là thuê mấy thanh niên để chở các bác, nhưng mà mấy thanh niên không có làm cái giá để mà mình để gạch cho này. Xong là cháu được lại mất thêm cái khoản đi mua bao thì các bác này. Cái bao này thì mấy thanh niên chở nó chỉ cần 1-2 chuyến là hỏng hết cái bao màu đỏ rồi. Trên này nếu mà bán cái bao màu trắng thì có thể là sẽ được lâu hơn. Cái đợt này thì nhìn thấy thôi các bác nhá, nhưng mà cái lượng gạch đó là cái lực lấy vào nhiều hơn đó. Hôm qua thì cô Chiêm ở bên Bắc Hà thì cũng có ra bên này thăm em Quân này, xong lại thăm em Sử nữa, và cũng đưa quà cho cả ông, cho cả Sử. Bây giờ thì cái phần trong thời gian vừa rồi thì cháu Lực ghi hình lên thì cũng có rất là nhiều cô bác anh chị và Mạnh Thực Quân có nói với cháu Lực rằng là cái phần phòng vệ sinh của các em làm nếu mà làm như vậy thì nó quá là rộng, thành ra là sau này mình chẳng có để được thêm cái đồ gì cả. À, chắc có khi là mai anh chợ lên thì có lúc sẽ bảo anh chợ là làm cho cháu Lực ra bên này lùi lại tầm độ hơn 1 mét một chút các bác, để mà làm cái cửa, làm cái phòng nhà vệ sinh thì chắc là có khi là chỉ làm đến tầm độ là 3 mét là quay ra bên kia đâu các bác. Còn là 1 mét bên này thì sẽ làm cửa, và cái số khoảng bên này thì sẽ tận dụng lại là để mình để đồ, để đạc ở đây cô bác. Sau khi mà về nhà thì chúng tôi cũng nhìn thấy là khi mà cô bác anh chị nói với cháu Lực rằng là các mạnh thường quân nói rằng là nếu mà làm như vậy thì cái phần nhà vệ sinh quá là rộng, thành ra là mình không có thể mà mình tận dụng lại mà dùng được hết, cho nên là mình sẽ làm cái chiều dài của nó là tầm độ tầm 3 mét là quá hợp rồi, dư ra thêm 1 mét nữa các bác để cho nó rộng rãi cái phần khoảng bếp này. Sau này của chúng này thì có thể để được thêm nhiều thứ hơn như để đồ, để đạc này. Cháu Lực sẽ không nói thêm về cái khoảng như thế này nữa. Và đáng lẽ là sáng nay canh thợ lên là có thể nếu mà không có mưa quá thì phải nói là xây được lên rất là cao rồi. Và cái phần phía bên phòng bên phòng ngủ đầu tiên này thì cháu Lực sẽ làm 2 cửa sổ để cho nó thoáng hơn một chút các bác. Đấy, ở đây thì cháu Lực cũng nhận được rất là nhiều cô bác anh chị, ý kiến của cô bác anh chị có nói với cháu Lực rằng là mình nên mở một cửa, và rất là nhiều cô bác anh chị trong đó thì có cả Mạnh Thường Quân nữa có bảo với cháu Lực rằng là phải nên mở thêm một cánh cửa nữa để cho nó thoáng cái phần ngôi nhà đi. Còn cái phần cửa sổ thì thực ra thì nếu mà theo như góc độ cháu Lực nhìn thì để tầm 60 x 80 như này thì là một cái cánh cửa sổ thì nó cũng rất là đẹp và rất là rộng rồi cô bác ạ. Nếu mà mình làm to hơn một chút thì thành ra là sợ rằng là sau này mình có thể là mình để cửa kính là các em không may mà đá mà rơi trúng hay là vỡ kính thì nó
sau này các em đi thay thì sẽ lại tốn thêm một khoản chi phí, mà mỗi lần mà lên thay một hai cánh cửa sổ này thì người ta phải đi từ rất là xa các bác, Hà Nội từ dưới huyện lên thì người ta mới có thể là lên đến tay đến tận đây mà xây được. Hôm nay thì không biết là ba ông cháu là có ở dưới nhà cái luôn không các bác ạ. Nên thì cũng không có thấy ai ở đây, chắc là đi lấy cỏ hoặc là đi làm cái công việc gì. Ở bên kia thì bây giờ hiện tại là còn hai xe cát nữa, một xe là cát chắt và là một xe là cát tổng hợp, lấn lại một chút cát xay để cát xay này thì hiện tại ở đây là đủ rồi. Còn cát tổng hợp bên kia thì máy nữa mình sẽ để dùng để làm cái phần mái hiên và cái phần đổ nền ở dưới nhà các bác. Cái ngôi nhà của ba ông cháu thì phải nói là một cái ngôi nhà mà rất là rộng các bác ạ. Khi mà cháu Lực lên tới thời điểm hiện tại thì đã lên được gạch với lại mọi thứ rồi. Nhìn lại rằng là một cái ngôi nhà như vậy thì không hẳn là nhỏ nữa đâu. Nếu mà có ba anh chị cũng có biết rằng là về trong cái nghề xây dựng thì biết là 72m2 thì nó là cái khu vực cái khoảng trời, cái khoảng mà diện tích là nó như thế nào đúng không? Còn bây giờ thì chắc là chúng mình cũng sẽ đi xuống cái nhà của ba ông cháu một chút các bác, xem là ba ông cháu hôm nay là ở nhà làm cái gì. Cái xi thì hiện tại lại còn hơn 1 tấn nữa thôi các bác ạ. Hơn 1 tấn nữa thì trong cái quá trình mà mấy anh em thợ vừa làm thì có được vé vừa là trở vào luôn. Bây giờ mà lấy vào nhiều quá sợ rằng là nó bị ảnh hưởng mưa này nọ, một cái nó bị chết đi vậy nha, nó lại rất là lãng phí. Mưa từ hôm qua đến giờ một là phải nói là cơn mưa cũng rất là lớn mà cũng không có ảnh hưởng tới vấn đề gì cả. Trời thì bây giờ đến lại một chút trời hưởng nắng lên một chút rồi các bác ơi. Em mong rằng là ngày mai là sẽ nắng đẹp luôn để cho mà anh em thợ lên là hoàn thiện tốt cái phần ngôi nhà đấy. Anh thợ cũng đã nói với cháu Lực rằng rồi là độ chỉ cần là 1 tháng thôi là sẽ hoàn thiện cái ngôi nhà của ba ông cháu. Sứ ơi, Thái ơi, Thái ơi, đâu ơi, đang làm gì đây? Hả? À? Ồ, đang ở gì đây? Đây đây à? Áo ấm nữa nhỉ? Hơi lạnh lạnh nhỉ? Trên Hồng Cao thì đến mùa đông đúng không? Ôi, sao ướt thế? Em về đi chỗ kia rồi. Chỗ kia là đi đâu? Chỗ kia à? Vậy ở trên vùng cao các bác đến mùa đông thì sẽ được nhà trường là may cho mỗi người là một bộ quần áo đúng không? Một bộ quần áo như này đúng không? Ông đi đâu rồi? Ông ở đi kia rồi. Con chào quý ông bà cô chú anh chị. Ôi, anh Sử đi đâu rồi? Anh Sử lúc nãy đi xuống xá rồi. Anh Sử đi xuống xá à? Vâng. À, cho khi là Sử đi xuống xá là đi mua thức ăn rồi các bác. Bây giờ thì cũng đến chiều rồi. Đấy, rất là may là Sử là được bác Trần Thị Tiên, bác có gửi cho em một cái xe máy nên ra là bây giờ em có một cái phương tiện để đi lại thì khá là thuận lợi các bác ạ. Hôm nay là ngày chủ nhật, tôi không có đi học về nhà. Vâng. Hôm nay anh gọi xong rồi đi đâu ấy? Đi chỗ nhà kia. À, đi chỗ nhà kia à? À, hôm nay là đi ra đấy làm gì? Hả? À? Đi tập hát. Tập hát à? Vâng. À. Đang thế là sáng hôm nay là chúng được gọi em Sử với lại em Hải là đi xuống chợ phiên các bác.
Hôm nay sáng nay thì chỉ có mình ông đi thôi nhỉ. Mình ông đi sáng nay thì cháu Lực cũng có ăn sáng với này ông với lại cả cô Chiêm ở bên Bắc Hà nữa. Tối hôm qua là cô Chiêm cũng có lên thăm cháu Lực, tao nói là lên thăm cả Quân này, Hiếu này, xong là đến Hải với Sử nữa và xuống dưới gia đình của cháu Lực thăm bố mẹ của cháu Lực nữa cô bác. Đến đêm thì cô có ngủ lại trên phòng trọ và đến sáng hôm nay thì cô mới về. Đêm thì mưa rất là nhiều nên ra là cô không có đi được đấy cô bác. Chú thì coi trên nhà không? Lúc nãy vừa cầm cua thì trên kia. Cầm cua? Thế bảy coi trên nhà không? Bảy có ạ. Bảy có à? À. Đây, cháu Lực cũng bật mí một chút là ở nhà chú thì có một cô ở bên nước ngoài, cô có gửi tặng cho gia đình chú một cái khoản để cho ông để cho chú mua quần áo cho hai bé mẩy và mấy bạn là thanh niên của nhà chú nữa cô bác. Ông ấy đang làm gì thế kia đấy? Cắt cỏ là, ôi đi xem ông cắt cỏ chưa? Hôm nay không cho trâu đi xay nhiều à? Cho ông lấy cỏ từ đâu ấy? Ông lấy cỏ từ đâu ấy? Cầm cái liềm xuống này à? Đây để anh ngắm xem là ông ở đâu ấy. Thế nào già mà chứ? Nâng thần long ảo bắn nó. Ông thì vừa hết mưa cái là đi lấy cỏ luôn các bạn. Ba bán bán nào? Ba 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 bán bây giờ tức còn này chứ tức còn này hai trước đi hai ông ấy đi xuống tận dưới kia lấy cỏ về cô bác ạ. Mấy anh em vừa ra đến đây thì gặp ông luôn. Em Hải thì chắc là nhà trong nhà chứ Hải. Ông điệu cái sọt với lại vác củi này. Vác cỏ này thì rơi nó tầm là độ 30 cân thôi các bác ạ. Và đây trên nhà là gì vậy nè? À, chỗ này, chỗ này ở đây. Chỗ này ở đây nào? Của xe mà nào? Đây. Cỏ này thì bây giờ ông cho bò ăn. Cho cháu ăn luôn các bác ạ. Không có thái, làm nhỏ nữa. Hôm nay không mang chiều trâu đi chăn à? Mưa à nhờ? Mưa cả ngày cho nên là ba ông cháu không thể đi lấy cái cỏ bây giờ.
tại người rồi mới đi lấy được cỏ về cho trâu ăn đấy. Ồ, tao này có mi gì nọ. Này, bạn đâu hoàn tiếp chứ? Hả? Hoàn tiếp á? Hoàn tiếp thì mình làm. Nhưng hoàn tuôn hết rồi nhỉ? Ừ. Ông thì sáng nay có đi ra chợ phiên các bác. Đi ra được một lúc thì mưa luôn. Cả đây thân khứ luôn các cả à. Ở nhà thì ba cháu cũng trồng thêm cả rau cải nữa các bác ơi. Rau cải gì đâu? Cũng là rau cải mèo ấy. Trong nhà thì tối tối nhỉ, không ngót cửa sổ ấy. Bóng đèn kia có bị làm sao không? Không rồi. Cái nồi cơm điện với máy quạt thì có bị làm sao không? Không rồi. Không rồi à? Ừ. Không bị hỏng hóc cái gì đâu nhỉ? Không. Hệ đây thì những cái đồ mà được bà An Phạm với lại bà Phương Kim Thanh thêm các bà các bác cho mua cho thì không có đồ nào bị làm sao cả, cái nào cũng đều xài rất là tốt. Cái bàn học này thì máy nước chuyển lên trên nhà trên thôi nhờ, sự hài nhờ. Cái bàn này thì nó ra rất là chắc chắn đấy cô bác này. Nó hoàn toàn là bằng gỗ mà gỗ đặc luôn, không có phải là cái gỗ ép kia. Hôm qua mưa thì nhà thì có không biết có bị rột không? Không bị rột nha, bịt lại rồi à? Ông này bây giờ chuẩn bị cho lợn ăn đấy nhờ. Trời cũng tối muộn rồi quá, chắc là chúng mình sẽ lại bán rượu thì mình sẽ đi về thôi. Bây giờ thì nước thì cũng đã gần cạn rồi. Rất là may là trước cũng được bà Vương Kim Thanh là bà có gửi cho mình là cái tiền mà để đi mua cái tách này về cho ba con cháu. Phải nói là bà Vương Kim Thanh là người mà gửi cho cháu Lực cái số tiền và tấm lòng vàng của bà để cho cháu Lực đi thực hiện cái chương trình mà chương trình đầu tiên ở trên kênh của bản em. Nếu mà như các bác anh chị có theo dõi được những thức phim trước của Thắng Lực chia sẻ lên đấy thì mấy anh em đi khanh cái tách này về thì cũng nói là cái quãng đường cũng khá là vất vả quá. Hải ơi, đi đâu đấy, củi rồi này kia đây, đang bảo định bảo đi về đây, thấy Hải rồi cầm dao và đi lấy củi. Ê, củi này tôi đây nó cơm à? Ấy đi sang không? Đấy là sang không? Trên này á? À, trên này á? Trên này có phải của nhà em không? Phải à? Đây bố chê có phải không? Đây không phải á? Trên đây à? Thế đây là hôm nào ông đi lấy về à? Trắng đây luôn đi này. Cái này về tí bổ nó cơm, cái này nó chưa ướt mấy đâu mà. Cái con dao nhỏ đấy.
các anh chặt cho. Chứ thấy hải là chặt như này thì chặt là bao giờ mới để nó làm thành đôi được. Hải đi lấy ra to hơn đi Hải ơi. À thôi Hải ơi. Ê, con này con được này. Con được này. Này ném xuống dưới trong tí nhặt được chứ nhỉ? Vâng. Này hôm nọ ông đi lấy à? Vâng. Này ông đi lấy ở từ kia đấy mấy. Lấy không? Ồ, phải lo ngay nhé hôm nọ. Này Hải ném đi. Chặt ra cái thành cái chặt nó rất là ngắn là được đúng không? Vâng. Cái này củi xong rồi cái nhà nó cơm à? Vâng. Cao đi trong của nhà ấy. Chú à. Ôi. Hải kéo cho anh nhá. Bây giờ thì hộ Hải là chặt mấy cây này về. Chặt mấy cây xong cháu Lực cũng sẽ di chuyển là đi về nhà đó các bạn ạ. Không một tí lại mưa lại hả? Đường lại không có đi được. Dạ được không? Dạ. Thân trâu đá đít nhỉ? Rồi, thả xuống đi. Mấy anh còn nó phó đấy nhỉ, đùa đâu. Có vó gì mà cầm cây toàn lăn xuống này nhỉ. Thử mới cho về nhỉ. Đi xuống nhà thôi, mang nó về nhà thôi. Nhìn lại, cứ vào đây kia nha, vào đây kia nha, đây nha. Thật nha. Cây nó cũng có mắt rồi đấy. Nào để anh nhắm đi nha. Rồi đấy. Con bổ nữa không? Con tí về thì bảo anh sửa anh bổ nhá. Khúc này là ai lấy này? Anh sửa. Anh sửa cho nó lấy về chỗ này. Dừng á. Ở đây thì cháu được nhìn thấy là có những cái vết tích mà em chặt chặt như này này. Để buộc buộc cái dây vào ấy. Không là để kéo đi. Chứ không phải thì không có vác được, cô bác này chỉ là dùng để kéo được thôi. Cũng mình chắc chắn rơi đó cầm một độ 100 cân đấy, nhìn thì thôi cô bác ạ. À.
cũng cố này. Giờ cũng đến giờ là ông cho lợn ăn mọi cái rồi. Vừa rồi đáng nhẽ là hai anh em dự định là đi về đấy, nhưng mà thấy Hải là đéo đằng sau. Có phải ý định là chủ anh đi chặt củi không? Hả? Không phải đâu à? Này một tí nữa là mặc cái áo khoác nhá, không là lạnh ấy. Ốm ấy. Nha, đi rửa tay đi. Thế Hải thì ở nhà là một cái cậu bé mà phải nói là rất là chăm của bác ạ. Những cái thức phim mà cháu được lên chia sẻ đầu tiên, nhìn thấy cái cảnh mà em ăn cơm tràn với lại nước lá, phải nói là rất là thương và rất là tội em. Đến thời điểm hiện tại trong thời gian qua thì cũng được rất là nhiều cô bác anh chị có gửi tiền cho các em, gửi quà cho các em này. Mọi cái thì bây giờ hầu như là thấy kiểu trên khuôn mặt của em thay đổi một chút rồi. Cái này là dây của ai đấy? Anh sửa đổi á? Thế á? Đổi với anh sửa à? Anh sửa đổi á? Cái hôm nọ thì bà An Phạm bà gửi cho sửa với lại Hải đấy, rất là nhiều cái dây chuyền, hình như là 3 dây đúng không? 3 dây đúng không? Thế bây giờ anh sửa đeo 2 dây à? Thế cho Hải đeo 1 dây à? Đấy. Có thích không? Có. Thích à? Biết ai gửi cho không? Có. Có à? Ở đây là bà An Phạm là hàng tháng đều là đưa tiền cho ba con cháu của bác ạ. Hay kèm theo đó thì bà cũng có đưa cả cháu Lực để mà làm tiền chi phí đổ xăng đi lại nữa. Cháu Lực cũng rất là biết ơn bà và rất là cảm ơn bà khi mà trong cái quá trình thời gian cháu Lực mới bước vào nghề thì có rất là nhiều những cái sai sót, và phải nói là khi mà cháu Lực mới bước vào nghề thì cái tiền mà kênh YouTube ấy cũng chưa có được trả, thì cũng có được bà là hỗ trợ cho Lực về cái khoản mà kinh phí đổ xăng đi lại nữa. Đấy, phải nói là cháu Lực rất là biết ơn các quý ông bà cô chú anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực và đã luôn luôn giúp đỡ cháu Lực và những hoàn cảnh mà cháu Lực đi chia sẻ nữa. Thế thôi bây giờ anh đi về nhá, vào nhà nấu cơm rồi tí ăn cơm cùng ông với Sử nhá. Sử chắc là cũng sắp về đấy. Anh ở đây ăn cơm một bữa đi. Cơm một bữa à? Lúc nào cũng ăn cơm với Hải với Sử thôi. Không ăn nữa, hôm nay không ăn nữa nhá. Đây cũng đi về thôi. Thế còn là cái thức phim hôm nay là cháu Lực lên trên nhà của ba ông cháu. Đồng thời thứ nhất là cũng thông báo luôn cô bác anh chị cũng biết rằng là đến thời điểm hiện tại đến hai hôm nay thì chưa có thể là mấy anh em thợ là thực hiện làm nhà được. Đấy, nhưng mà có khi là đến sáng ngày mai thì các anh thợ lên và sẽ sửa lại cho cháu Lực một chút về một chút là còn là sai sót nữa cô bác. Thầy cũng cập nhật cho cô bác anh chị là cùng biết luôn. Còn cái thức phim hôm nay chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những xóm tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác anh chị. Xin chào, tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ạ.